Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình Cuộc chiến mỹ vị. Món ăn ngon, đầu bếp đẹp. Không để mọi người chờ lâu hơn nữa, Minh Sùng và Phí Linh sẽ bật mí cho mọi người khách mời ngày hôm nay luôn được không ạ? Và khách mời của ngày hôm nay đó chính là... Là ai à? Ủa? Xuống chị em gặp mặt đi, xuống. Dạ xuống. Ủa chào chị. Ai chào em, chị đi đâu vậy? Em đi chơi chương trình. Ờ. Ủa chị đi đâu? Chương trình mời chị chơi. Ủa vậy hả? Vậy là chơi chung. Dạ. Ủa mà tới đây rồi có cái tiết mục gì gửi đến người ta không? Chứ tới không kỳ lắm ạ. Trời ơi em nghĩ sao vậy? Trời ơi chị thích chương trình này lắm cho nên chị đã chuẩn bị rồi. Chị múa lửa lắc vòng, chị cống hiến tất cả cho chương trình ngày hôm nay luôn á. Cho em miếng lửa nè, phun lửa nè. Không cần đâu chị hé. Hả? Hả? Tại gì kỳ vậy? Tập chưa xong mà cháy nhiều quá sợ. Trời đất ơi. Hay giờ hát nha, cả nhà thích không? Hả? Thích bài gì ạ? À... cải lương đi. Cải lương. À cái gì? Cái gì? Đợi cô Lụ hay gì đó. Đợi cô Lụ hả? Thích Tố Ánh Nguyệt không? Thích Tố Ánh Nguyệt chị. Em thích hả? Tố Ánh Nguyệt, Tố Ánh Nguyệt cũng được. Chị hát Lan Và Điệp. Trời ơi sao đâm xuống bể quay vậy trời. Thuộc con bài thông cảm đi nhưng mà chị muốn cống hiến cho chị. Chiều ơi Minh MC, em gái MC ơi, tụi em hãy đến với chương trình Cuộc Chiến Mỹ Vị. Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ, chốn quê xưa chị dò gió mong. Bó chèo đó, bó chèo đó. Nhớ là hải chiều có cái bộ phim Lô Tô rất là nổi tiếng đúng không? Kêu Lô Tô đi bé. 2, 3 Mấy gì ra cờ ra con mấy con, mấy gì đây, mấy gì đây, mấy gì đây. Chúng anh đại quá thân là trai, chúng anh đại quá thân là trai, là trai là chúng anh đại con số 2. Và chúng ta cùng chào mừng nghệ sĩ Ngọc Trinh và nghệ sĩ Hải Triều đến với Cuộc Chiến Mỹ Vị. Chưa gì mà ra đây cướp diễn đàn của tụi em rồi. Không biết là cảm xúc đầu tiên của chị Ngọc Trinh khi đến với Cuộc Chiến Mỹ Vị và đặc biệt là gặp gỡ bốn đầu bếp rất là điển trai của tụi em như thế nào ạ? Trước tiên là chị Trinh cảm thấy rất là vui khi đến với một cái chương trình mà cảm thấy là mình cũng được trẻ trung ra. Chương trình ngày hôm nay thì không chỉ có cao lương mỹ vị mà còn có các đầu bếp rất là đẹp trai. Tài giỏi đến nỗi mà chúng ta phải cùng tranh đấu với nhau cho nên nó tạo ra một cuộc chiến mỹ vị. Thế còn Hải Triều thì sao? Em rất là hào hứng bởi vì thứ nhất là được chơi những chương trình mà mình yêu thích. Thứ hai nữa là được tới đây nghe đồn là có ăn nữa thì em cũng thích hết. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta được chào đón hai vị khách mời rất là dễ thương của chương trình. Đó chính là nghệ sĩ Ngọc Trinh và diễn viên Hải Triều. Còn bây giờ, nghỉ với Lao nhé, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. Chào đón quý vị khán giả cùng quay trở lại với Cuộc Chiến Mỹ Vị. Chúng ta đã cùng được gặp gỡ với phần giới thiệu đầu tiên hết sức thú vị của hai nghệ sĩ khách mời. Đó chính là nghệ sĩ Hải Triều và nghệ sĩ Ngọc Trinh. Và có lẽ là chỉ có các nghệ sĩ là chưa có nhiều thông tin lắm về các đầu bếp của chúng ta thôi. Cho nên là phần đầu tiên này như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với các đầu bếp. Chắc chắn là phải nhường phụ nữ trước đúng không Triều? Để cho chị Ngọc Trinh lựa chọn là nhân vật nào chị muốn khai thác thông tin nhất. Chị Trinh thì ấn tượng một cái chàng trai rất là trầm lặng. Tại vì mình cảm thấy là mình vui nhộn quá, mình nói nhiều thì phải có một cái người mà bổ sung giùm cho mình. Thì chị Trinh có ấn tượng với cái chàng trai này. Em ơi em tính nhưng mà gì? Có phần này em phải nhắc chị Trinh là anh này thì bình thường rất trầm lặng. Nhưng một khi anh đã cất lời rồi là chị không ngăn anh lại được. Chính xác, hãy được. Thôi kệ nha, chứ cho mình một lần sai đi ha. Em ơi em tên gì? Em tên là Ngọc Anh ạ. Bạn là Ngọc Anh. Hôm nay thí dụ nha, chị nói thí dụ đâu. Chị chọn em thì em có cái gì làm cho chị cảm thấy là cái sự chọn lựa của chị là không sai lầm không? Nói chung là cái câu hỏi vừa rồi của chị có sự bối rối trong đó rồi. Đúng, luôn luôn bối rối quá, còn gì nữa. Tất cả các chàng trai bếp ở đây thì nếu mà ai mà cảm thấy chị hài lòng nhất thì sẽ nấu cho chị. Bởi vì khi mà chị đã thích rồi thì họ sẽ nấu những cái gì mà tốt nhất nhất. Trước tiên là không biết nấu có ngon hay không nhưng mà được con cái tính là khiêm tốn, chị like em. Bây giờ em sẽ giới thiệu với anh Nhân. Anh Nhân là người kinh nghiệm nhất ở đây. Kể cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, ở đây anh Nhân là nhất. Và anh Nhân thì rất là chuyên về các món Việt và anh ấy còn nâng tầm những món Việt lên tiêu chuẩn 5 sao nhà hàng. Wow. Nãy giờ thì biết hai anh là Ngọc Anh và anh Nhân rồi thì hai người này chưa biết thì cho giới thiệu luôn. Anh nào ưu tiên trước? Anh nào cũng được, anh nào cũng được. Dạ. Xin mời Ngọc Anh giới thiệu về sĩ Toàn. Em xin giới thiệu, có thể bạn Sĩ Toàn là một trong những chàng trai rất là đẹp trai rồi. Thì ai cũng biết rồi, thì bạn ấy là vừa kinh doanh về ẩm thực, vừa kinh doanh về
cái sản phẩm may mặc. Hiện tại thì bạn ấy có hai cơ sở về trà sữa. Bạn ấy học nấu ăn ở bên Pháp về. Thì em và bạn ấy dường như có một cái chung gu về nấu món ăn, về món ăn phương Tây. Rồi bây giờ là chắc là mời đầu bếp Hoàng Nhân chúng ta chia sẻ tí xíu về Vũ Dino. Giới thiệu với chị Trinh và Hải Triều thì đối với Vũ Dino là một trong những đầu bếp mà nhỏ tuổi nhất. Thứ hai thì ngoài việc thì thấy cái diện mạo thì chắc là chị cũng thấy là điển trai rồi. Ngoài ra thì Vũ Dino là một food blogger, bạn cũng khá nổi tiếng ở trên mạng. Vũ Dino cũng là một trong những cái người đầu bếp mà nấu những cái món ăn Việt rất là ngon. Cho nên mà nếu mà chị và Hải Triều chọn Vũ Dino thì đó là một sự lựa chọn rất đúng đắn. Lần đầu tiên trong chương trình em được khen. Em xin bổ sung là Vũ Dino là người được lòng khách mời nhất ở đây. Từ đầu đến giờ em thấy khách mời nào cũng yêu quý Vũ Dino. Vì cái ngoại hình rất là dễ thương, tuổi thì lại nhỏ, ăn nói thì duyên dáng đấy. Bây giờ là hai đầu bếp nấu món Việt rất ngon. Rồi. Ngồi kế bên, hai đầu bếp nấu món Âu đều ngon bằng nhau. Bây giờ chị chọn đi, chị muốn ngồi ghế bên nào thôi. Hải em Chiêu, Hải Chiêu hết. Nó mà đơn giản như vậy thì không gọi là cuộc chiến mỹ vị bạn ạ. Hay quá. Thôi thì dù ra thì các đầu bếp cũng đã thể hiện cho các khách mời thấy những điểm mạnh, những thế mạnh của mình. Còn các khách mời thì chưa bung hết những thế mạnh của họ ra cho các bạn nhìn thấy đâu. Thế thì bây giờ mình phải giao lưu văn hóa với nhau. Mọi người cũng biết là nghệ sĩ Ngọc Trinh là một nghệ sĩ đã rất là thành công với vai diễn trong bộ phim Mùa Ngò Gai. Và ngày hôm nay thì hai chị em có cơ hội gặp lại nhau nữa. Thì chị Ngọc Trinh của chúng ta vẫn giữ nguyên được cái nhan sắc như những ngày đầu. Và đặc biệt là cái giọng nói anh. Chính xác. Giống như là một em gái 14 tuổi. Nhưng mà những điều MC nói chị tin. Em là một người thật sự là em rất ngưỡng mộ chị luôn á. Cái phim Mùa Ngò Gai là em xem đủ chính tất cả các tập rất luôn. Yêu mến luôn. Rất dễ thương, đáng yêu lắm. Sẽ nhờ chị Ngọc Trinh giúp cho các đầu bếp của tụi em có thêm những cái tài lẻ về mặt diễn xuất được không ạ? Tại vì chị Ngọc Trinh là về vai trò làm diễn viên, thì về sau chị còn làm đạo diễn, giảng viên dành cho tất cả những bạn đam mê về diễn xuất nữa. Cả nhà thích không? Dạ. Tại vì chị nghĩ vậy nè, hôm nay đến với chương trình thì chị biết cái gì thì chị sẽ hỗ trợ mấy bạn cái đó ha. Vừa đẹp trai mà vừa diễn giỏi nữa, ai chịu nổi chưa? Bây giờ em phải làm sao thuyết phục được chị uống ly nước đó nha. Trời ơi, Hải kêu cà phê sữa mà giờ đưa cái cà phê này đen sao mà uống. Em đẹp lắm, em đừng có nhăn, em cứ từ từ. Không uống được. Không, em cứ từ từ, anh sẽ sắp xếp cho em. Bây giờ em muốn thì sao? Không muốn. Trời ơi, em càng nhanh em càng đẹp luôn á. Cảm ơn anh, em uống. Vậy không mới nói chuyện. Rồi rồi, tiếp gọi đi. Coi như đó là một diễn xuất rồi, tôi tính luôn. Nói chơi chưa biết sao không, đôi lúc mình phải nịnh khách hàng mình chút. Em ơi, bây giờ nè, hồi nãy chị kêu hai trái cam. Chị không ăn quýt đâu. Bực bội quá à. Em chào chị, như giám đốc nói với em rằng là sẽ phải mang cam cho chị. Thế nhưng mà em muốn dành cái sản phẩm từ địa phương của mình ấy để làm sao chị có thưởng thức. Em nghĩ rằng là chị sẽ hài lòng với cái trái quýt này thì em... Chị ăn cái quýt mà em là tấm lòng của giám đốc rồi, tấm lòng của địa phương. Trời ơi, nếu mà không ăn được lễ quá. Thôi được rồi, chị ăn tấm lòng. Nhà mình bị cúp điện mình ơi. Mình ơi, nhà cúp điện rồi. Bây giờ anh cắt đèn cầy lên. Không được, cái đèn cầy này là mua là để làm cảnh thôi. Không có xài, bây giờ cúp điện rồi. Thôi anh thắp đi mà. Cúp điện rồi. Thắp thắp đi mà. Cúp điện rồi. Hả? Cái gì không nghe? Nói đón lên chương trình nghe. Muốn gì à? Nào, ê, trường trường cúp điện là gì? Hai đứa mình vui nha. Nhưng mà phải nói là thắp đèn lên thì mới nhìn thấy được. Thắp đèn hả? Rồi, đợi em xí nha. Rồi, coi nhà thắp đèn. Bây giờ làm gì nhỉ? Anh đẹp không? Đẹp. Anh đẹp không? Anh cũng đẹp đấy. Ai đó mình đẹp làm gì nè? Làm gì? Rớt. Hùng là rớt. Cái đi cho mình tắt đèn. Hùng đi, Hùng mà tắt đèn. Ngồi giận thôi. Ngồi giận hả? Rồi, xong rớt. Con ơi, con à, mẹ muốn uống cà phê. Mẹ ngồi đi để con đi pha cho mẹ uống. Pha lâu lắm mẹ uống liền. Mẹ uống liền hả? Giờ để con pha liền cho mẹ uống nha. Rồi, sao coi. Nè, dạ, con mời mẹ. Mẹ uống cho con. Dạ, cà phê mẹ uống từ từ nha, nóng nha mẹ. Phải không? Trời ơi. Sao vậy mẹ? Trời ơi, mẹ không có thích uống cà phê này. Cái cà phê này con mua gì đâu mà bóp không vậy? Bóp không mà. Không mà.
thật. Biết sao không? Hồi đó mẹ thích uống này, chắc mẹ quên á. Để không, mẹ không uống đúng không? Này để con uống. Con sẽ làm cho mẹ ly khác, mẹ đợi con một chút nha. Ồ, con có hiếm quá. Dạ, ly này. Mẹ, ly cà phê này là con mua ở bên Mỹ về, không có bắp gì hết. Mẹ uống thử coi, hơi chua nha, con nói trước. Ok, uống cà phê con pha, mẹ tự uống nước chanh không á. Nó hơi chua mà, nhưng mà cái này tốt cho mẹ. Uống ít thôi, mẹ bị huyết áp đó. Ok, không, nói nào ngay, dẫn chấm điểm cao cho chàng trai này sao thiếu thảo quá, đúng không? Đậu rồi, được rồi. Coi như là lớp học vui nhộn của chúng ta hoàn thành. Ba thí sinh này đậu, không hung bị rớt. Rồi, xong. Tôi thấy là cuộc chiến Mỹ vị trở nên khó khăn và thử thách hơn dành cho các đầu bếp rồi. Bây giờ mình nói gì mình liên quan tới món ăn đi. Chắc là mời Hải Triều chia sẻ trước đi. Những cái món ăn ưa ăn đó là bún thịt nướng. Bún thịt nướng là một món ăn không thể thiếu trong những buổi sáng đi quay. Vậy Triều có thường hay nấu ăn mà cái món nào mà Triều thấy là Triều nấu ngon nhất? Như lâu lâu thì nấu gà nấu nấm. Gà nấu món nấm. Món đó lâu rồi đó, ngon lắm. Dạ, tại hôm bữa đi qua nhà chị Nam Thư chơi. Mở tủ lạnh ra có một con gà khủng khiếp, một con gà bụi khổng lồ, tưởng là con gà Tây không á. Rồi sao bây giờ nấu nó như thế nào ạ? Đâu có biết nấu. Bác Google lên search gà nấu nấm ngon thì coi nhiều cái để biết là nguyên liệu cơ bản đó là cái gì. Đi chợ mua cà rốt, nấm, hơ nấm, mà nấm phải nấm khô. Nấm khô cho nó thơm. Thì sao mày mê ăn khoai tây với hành tây, mua bỏ vô luôn, nói chung là thích gì bỏ vô đó. Thì về thì cứ gà xong chặt, làm cho xăng lên, đổ nước dừa vô. Rồi để cho sắp nước á, rồi nêm nếm hết tất cả mọi thứ xong đổ hết, đổ khoai tây với lại củ hành tây vô trước. Củ hành tây vô trước, tại vì không thích ăn khoai tây mềm. Cho nên khoai tây để sau. Cà rốt với củ hành tây bỏ vô, mà chừng nào nấu chừng nào mà củ hành tây nó rục á thì bỏ khoai tây vô. Và cái nước đây cũng ngọt nữa bởi vì có hành tây mà. Thì cái món đó thì nói chung là cái món này được ăn nhiều nhất á thì thấy cũng ổn đó. Nếu như mà trong quá trình mà cuộc chiến mỹ vị còn 5 phút cuối nên chọn Hải Triều. Cái gì lên làm cũng được, hiểu không? Và Hải Triều không ăn được cái món gì? Phô mai. Không ăn được phô mai? Không phải, phô mai ăn vẫn được nhưng có những loại phô mai ăn không được. Chắc là blue cheese là cái phô mai xanh. Hai loại luôn á. Nặng. Đúng rồi, nó miếng chúng ta mềm mềm. Nhưng mà cái đấy mà ăn cùng với cả một ít trái cây thì sẽ dễ ăn và sẽ cân lại được. Đúng rồi, đó mấy cái đó không ăn được chứ còn nói chung ăn được hết á. Thế không biết là chị Ngọc Trinh thì không ăn được món gì ạ? Cái dở của chị là trong cái ăn uống là chị không có thích ăn rau. Từ hồi nhỏ luôn á, làm không có một cái thói quen ăn rau. Sau đó mình cũng có những cái vấn đề về tiêu hóa đó. Chị Trinh cũng đã tập ăn rau. Tại vì mình biết là bác sĩ bắt mình ăn thôi nhưng mà vẫn cứ là chưa có tự tin lắm. Thì mong rằng là gặp gỡ các bạn thì các bạn cũng giúp cho chị Trinh cái cách nào đó mà có thể là vừa ăn được cái món ăn chị Trinh thích mà vừa kềm rau mà không có cảm giác mà sợ rau. Nhưng mà các bạn chắc là phải cần biết là cái vấn đề tiêu hóa mà chị gặp phải là gì. Chị bị da dạ dày á, nói chung là rất là yếu. Sao mà không ăn rau mà người vẫn đẹp như vậy, mà da vẫn đẹp như vậy nhở? Chị tin đó, và MC nói chị tin được. Chia sẻ một tí mà mình mới thấy là cái khẩu vị ăn uống của chị Ngọc Trinh khá là khó. Và bởi vì nó phụ thuộc vào tình hình sức khỏe của chị nữa. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói thêm về cái món mà chị thích đi. Để các đầu bếp của chúng ta sẽ có thêm nhiều gợi ý cho cái cuộc chiến mỹ vị ngày hôm nay. Chị sinh ra thì ở Sài Gòn. Nhưng mà không biết làm sao mà từ hồi nhỏ tới giờ chị rất có cảm tình với những cái món ăn ở miền Tây. Ví dụ như là canh chua, cá lóc. Rồi ba khía. Hồi nãy chị nghe nói là em học ở bên Pháp hả? Dạ. Thí dụ mà bây giờ chút xíu chị chọn em, chị đòi ăn ba khía, em làm được không? Chị lo quá. Em vẫn nấu được đồ Việt, nhưng riêng tất cả các loại mắm em đều không ăn được. Em làm ba khía chị ăn được không? Cái thiên hướng của em thì là đồ miền Bắc. Nếu mà trong tủ của chị có ba khía thì em cũng làm được. Hải Triều xem nào, chứ từ nãy giờ là các đầu bếp ai cũng dụng chiêu. Không, để đúng mà rồi. Chị Ngọc Trinh. Em nhường luôn, em đó. Nhường hết, em không có vấn đề gì hết. Chị nhưng mà thí dụ như giờ chị nhìn ai chị cũng muốn chọn rồi sao? Em về hả? Em về. Vậy đây chị chơi một mình. Đấy mới là cuộc chiến mỹ vị chứ phải không thưa quý vị? Và chắc chắn là chúng ta không để cho các vị khách mời của chúng ta lựa chọn chỉ dựa theo cảm tính hoặc là dựa theo những lời nói của các đầu bếp. Ngay bây giờ sẽ là phần thử tài với các đầu bếp. Nhưng trước tiên thì chúng ta hãy cùng đến với vài giây phút cho quảng cáo.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với cuộc chiến mỹ vị ngày hôm nay. Tới giây phút này thì chắc chắn là tất cả các đầu bếp đã sẵn sàng để thể hiện tài năng của mình rồi về nấu nướng. Nhưng mà đây chỉ là tài lẻ mà thôi. Và thử thách tài lẻ sẽ là gì? Cứ mỗi tuần một lần thì lại có khách đến chơi nhà. Ngày hôm nay thì chúng em thiết đãi các bác tôm vô cùng tươi ngon từ dưới biển mới đánh lên. Các cháu nhà em thì lại được cái tài đấy là bóc tôm mà không cần dùng tay, đảm bảo vệ sinh. Mời các bác. Thế dùng bằng cái gì? Thìa và dĩa. Còn tạm gọi đó chính là muỗng và đĩa. Chỉ trong một phút các đầu bếp sẽ phải bóc được nhiều tôm nhất có thể. Trong khoảng thời gian quy định đó thì ai bóc được nhiều tôm nhất thì đó chính là đầu bếp chiến thắng. Thế nhưng vì khẩu hiệu của chương trình là món ăn ngon và đầu bếp đẹp, cho nên là bóc càng nhiều tôm nhưng mà phải đẹp. Đầu bếp đẹp cũng phải tôm đẹp đâu anh. Bởi vì sao? Trong cái phần thử tài này sẽ giúp cho hai khách mời của chúng ta có thêm phần lựa chọn sáng suốt hơn và giúp cho đội mình là đội chiến thắng trong cuối chương trình hôm nay. Chứ phần thi này không có giải thưởng. Rồi, các đầu bếp sẵn sàng chưa ? Sao mặt buồn hiu vậy trời? Vì lo. Vì lo? Lo vì sao Vũ Dino? Bởi vì em không khéo tay. Không khéo tay. Và thời gian 1 phút dành cho 4 đầu bếp với thử thách tài lẻ bắt đầu. Em mình có được cổ vũ không? Cổ vũ chứ. Anh ơi cổ lên, anh ơi cổ. Triều ơi, rung tay không bóc được tôm nha Triều nhá. Vâng ạ, còn 50 giây. Wow, hơi khó khăn với đầu bếp Hoàng chúng Nhân đúng không ạ? Chúng ta sẽ không được dùng tay, chỉ có thìa và dĩa mà thôi. Vâng, chỉ có muỗng và nĩa mà thôi. Nói là hơi lo lắng khó khăn, thế nhưng là Vũ Dino đã rất là khéo léo trong phần này. Vâng, Ngọc Anh đã bóc sang con tôm thứ hai. Sĩ Toàn thì sao? Bạn có vẻ hơi chậm ạ. 18 giây còn lại. Anh ơi, cố lên. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Hai phong cách hoàn toàn khác nhau. Một bên đựng sản phẩm bằng chén, một bên đựng sản phẩm bằng dĩa đúng không ạ? Vâng ạ, chúng ta sẽ mang lên đây để cho các thực khách của chúng ta thưởng thức. Và đây chính là sản phẩm của 4 đầu bếp của chúng ta sau 1 phút với việc bóc tôm bằng muỗng và nĩa. Rồi, xin mời giám khảo Ngọc Trinh à. Nhìn đi, tôi chọn có sai không? Thì bây giờ chị chọn đi. Đây nè, hồi nãy vô là tôi đã chọn người của tôi rồi. Thầy Chiêu. Tại một cái này. Đẹp quá. Còn hai cái này thì em đang phân vân, tại vì biết xong cái này là để đây là trang trí. Dạ còn đây là bắp gỏi. Dạ còn đây là lột một chút bầm ra cho con nít chờ nấu cháo. Còn đây đây thì để trang trí cao cấp hơn chút đó. Với cái thành quả của đầu bếp Hoàng Nhân thì thường người ta sử dụng cái câu có nghĩa là chất lượng hơn số lượng đúng không? Không quá là vội vàng mặt thời gian, chỉ một con thôi, làm thiệt là đẹp sau đó để sướng. Còn hai đầu bếp bên này thì hơi vội vàng tí xíu mặt thời gian, cho nên là chúng ta cắt luôn đầu, cắt luôn đuôi và miễn sao lột cho xong con tôm thì thôi. Nói chung là bây giờ chị nghĩ vậy nè, thật ra thì bây giờ kêu chọn liền chi nữa thì chị cũng thấy là mình có bị vội vã lắm không? Dạ không, không, mình hết thời gian rồi chị, dạ mình chọn rồi. Luôn rồi. Chết rồi, vậy hả? Vậy thì thôi chị chọn chiến, chị lập trường lắm. Dạ, trai. Vâng ạ, như vậy là nghệ sĩ Ngọc Trinh đã lựa chọn Ngọc Anh sẽ trở thành đầu bếp nấu món ăn cho mình trong chương trình ngày hôm nay. Còn Hải Triều thì sao ạ? Thực sự là đây đẹp nè, hiểu không? Nhưng mà có một con thôi, còn đây là bé nhầy rồi. Thôi chọn đây đi. Chính xác. Rồi, được thế thôi. Và ngày hôm nay hai đội chơi rất rõ ràng rồi, đến từ hai phía. Về cánh phải đã thuộc về đội của Ngọc Anh và chị Ngọc Trinh. Về phía cánh trái đã thuộc về đầu bếp rất điển trai Sĩ Toàn và Hải Triều. Và chúc mừng hai đội nha, đã tìm thấy nhau ngày hôm nay và hãy quyết tâm chinh phục giải thưởng của chương trình. Vâng, một lát nữa thì chúng ta sẽ cùng khám phá xem là nguyên liệu trong các tủ lạnh có đảm bảo để hai đầu bếp của chúng ta trổ tài hay không. Còn bây giờ thì hãy dành vài phút cho quảng cáo. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Cuộc Chiến Mỹ Vị. Và bây giờ sẽ là một trong những phần hấp dẫn nhất của chương trình ngày hôm nay. Đó chính là chúng ta sẽ khám phá thói quen ăn uống, sở thích của khách mời. Cả những điều mà có khi khách mời không muốn cho chúng ta biết. Ví dụ như là một vài thói quen xấu của họ với cái tủ lạnh chẳng hạn. Thì hôm nay chúng ta cũng được khám phá luôn. Và đây chính là cơ sở để giúp những đầu bếp của chúng ta có những món ăn thật là thú vị vào cuối chương trình. Còn bây giờ không biết là sẽ mở tủ lạnh của ai trước nha. Chị Trinh đi. Rồi đi lên đây với anh.
xin được trân trọng giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn Tú Lan nha, chị Ngọc Trinh. Ta ta da. Ngăn nắp gọn gàng. Em thích cái này nhất luôn nè. Sữa tươi. Đúng rồi. À, và sữa chua. Khoan khoan, có mật ong nữa nè. Hai đứa rảnh không? Chị đắp mặt nạ cho. Chị chỉ em cách luôn đi, làm sao? Một muỗng cà phê mật ong. Một muỗng cà phê mật ong. Rồi xong rồi, mình làm một hộp đi. Một sữa chua không đường ha. Một hộp sữa chua không đường. Có cám gạo nữa, lúc nào chị cũng có cám gạo hết á. Trộn gạo, cám gạo. Dạ. Đó là hỗn hợp mình trộn vô hết. Sau khi mình đi làm về tẩy trang mà rảnh quá làm gì nè, đắp mặt nạ. Còn sữa chua kế bên ăn luôn. Nói chung là đẹp toàn thân nhờ mấy thứ đó. Cảm ơn chị. Mình biết vì sao mà bí quyết làn da em bé. Tiếp tục. Nhưng mà cái này hơi mâu thuẫn này anh này. À cái đó em biết đó. Tại vì 10 gói, ví dụ mua 10 gói cái tủ kia để được cái 8 gói hay 2 gói bỏ tủ lạnh. Đúng rồi, đó cái này chị đồng ý. Đó cái này Ngọc Trinh nè. Bây giờ mình tiếp nè mọi người ơi, đây là món bánh bía. Thường á là phụ nữ thì hay ăn vặt, đúng không? Chị ơi, bánh bía là mình ăn với lại kim chi hả chị? Chứ là sao là có kim chi ở trong này? Nó chưa, nó hại mình. Cái không á, em nghĩ là cái này là vấn đề là bị lũng đoạn kiến thức trong ẩm thực của chú à con, chú em. Cái vấn đề kim chi, người ta muốn ăn cái gì ta ăn kệ người ta. Đúng kim rồi. Chi ăn với mì gói nè. Không, người ta thích ăn cơm, mình tới nấu canh được không? Rồi, thôi được rồi. Thơm quá. Bên cạnh kim chi có cả nem nữa. Không có, cái đó là hôm bữa đi qua chơi còn để quên. Là của em hả chịu? Của em. Vậy để tôi lạnh lại chứ. Không, cái đó để anh bệnh đi. Rồi gì nữa? Món yêu thích của em. Bánh flan. Chứ giờ hai chị em mình chị, lâu lâu rồi em mới mở tủ lạnh chị. Thôi chị hủ em hủ. Trời ơi. Chị nó mới hâm đúng trời không? Trời ơi. Đó, thấy không nè. Chị ơi em nữa. Mình lấy ra ăn hết. Rủi một lát anh Ngọc Anh muốn làm món gì với bánh flan rồi sao? Không sao đâu. Không sao đâu. Ăn miếng nữa nào. Cảm ơn em. Mùng 3 tháng 3 năm 2018. Sao vậy? Sao gì? Giờ mới tháng 5 mà, này mùng 3 tháng 3, kể anh ấy. Hạn sử dụng đã hết từ 2 tháng trước. Chết rồi, xin lỗi cả nhà. Em cắt máy nha, em đi luôn. Làm xíu không? Mọi người ơi. Hồi nãy cái món kia hết đá, thôi mình ăn cái món mà bớt đau bụng hơn là cái món đu đủ bào đi chị. Món đu đủ bào. Bây giờ đó, tại vì á mỗi lần là chị hay ăn ba khía. Nhưng mà hôm nay là nhiều khi có những cái mùa mà không phải lúc nào cũng có ba khía đâu. Thì bây giờ thôi mình thèm thì mình cũng phải biết chế biến chút ha. Bây giờ chị có... Có cái gì cái này để tí đầu bếp tao làm chứ trời. Trong tủ lạnh nha, chị Ngọc Trinh còn có thịt bò Úc nha. Còn có cả thịt vai của bò. Phía dưới đây là có gì ạ? Nhiều thế. Nhiều ạ. Ở đây có cả ức gà phi lê. Và đây là đùi gà. Thôi thế là quá đầy đủ cho các đầu bếp được rồi. Đi qua tới tủ lạnh em đi nói chuyện tiếp. Nhưng mà mọi người nhớ là trước khi mà mọi người lấy nguyên liệu trong này ra nấu thì nhớ kiểm tra hạn sử dụng nha. Hạn sử dụng, làm ơn giúp em chứ chị Trinh chị hại em quá. Hay mình mở cái ngăn dưới trước đi ha. Mình mở ngăn dưới trước đúng không chiều? 1, 2, 3, mở. Ta-da. Yeah. Có thể là có vài cục nước đá. Vậy là không có thịt luôn á. Hải Triều định giới thiệu điều gì trong ngăn dưới tủ của mình? Giới thiệu tôi làm em được 3 ngăn và 2 dĩ đá rất là xinh xắn. Ngăn dưới không có gì mọi người ngoài đá. Và bây giờ sẽ là ngăn mát. Wow. Tên, 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 tên. Ui! Hải Triều cũng có sở thích là ăn đồ lạnh quá ha. Còn không nữa. Có, ăn không hết. Còn chanh này làm gì mà ăn còn có miếng để dành. Trời ơi, bữa cắt ra ăn quá đẩy vô. Tủ lạnh không phải thùng rác nhá Triều nhá. Trời đất ơi, ăn dạ xong không còn để... Cái đó là những nguyên liệu có thể để vô trong tủ lạnh và không phải thùng rác. Cái vỏ này nó làm thơm tủ lạnh. Dạ đúng rồi. Làm thơm tủ lạnh hả? Ừ. Nói ra mới nhớ, vì sao mà mở cái tủ lạnh ra đầy mùi cà phê? Tại vì là ham để những cái nguyên liệu thừa vào đây để cho nó làm thơm quá mà. Từ vỏ quýt đến cà phê đến chanh. Rồi là cái tủ lạnh này nó dơ lúc nào không hay luôn. Bên cạnh những loại trái cây yêu thích như là quýt, như là táo, như là mận, như là... táo hai mận xanh ổ quên như là táo xanh như là ổi mà đặc biệt hơn hết là chúng ta có một trái nữa là dưa leo heo trái cây mà này mình để dưới đây sao vậy sao hả chị đắp mặt chị đắp mặt nó mặt đẹp được đắp mặt dạ này nhưng mà mấy cái quả này đều là mấy quả mà kiểu không cần phải gọt vỏ đúng không rất là lười luôn đúng không đúng rồi không cần phải gọt vỏ vậy là tại vì ăn vỏ nó cũng tốt mà có sô cô la nữa nha mọi người sô cô la dạ sô cô la là tối đói bụng quá nhai rất nhiều loại sô cô la
Này, mấy cái củ dền ở phía dưới này đã hỏng chưa anh Minh ơi? Cái này kiểm hả? Cha hậu em gái. Đây, củ dền. Chị ơi, củ đấy là củ tươi đấy chị. Còn tươi, còn tươi. Còn tươi hả? Chắc mới mua hôm qua đúng không? Chỉ có chanh thôi. Bây giờ mình phải đề phòng anh ạ. Khoai tây. Hơi nhỏ nhưng mà vẫn còn tươi. Đây, một ít bí đỏ. Lâu lâu mới nấu một lần mà. Rồi, ok. Hết rồi. Em không mang có tiếng là chuyên gia ẩm thực, rồi biết nấu ăn, rồi biến tấu các loại thực phẩm. Thế nhưng mà tủ lạnh qua nhà người ta lấy thôi. Ủa nhưng mà sang nhà người ta lấy thực phẩm của tủ lạnh nhà người ta mình nấu cho người ta ăn chứ. Nhưng mà nói nghe nè, sau khi bà mở cái tủ lạnh nhà Hải Triều ra đó, tự nhiên chị Trinh lo cho bạn này nhiều hơn. Không có gì nấu. Trời ơi, vậy cuối cùng là Triều có muốn ăn y hệt ở nhà không? Thì lát nữa Toàn lên, Toàn chỉ cần cắt táo ra nè. Nếu mà ăn y hệt ở nhà thì là Triều không được mời tới đây. Dạ, để tới đây thì phải có thử thách chứ đúng không? Biết đâu đấy là chủ đề của Hải Triều đưa ra chỉ là làm một món đồ uống thôi thì sao? Thì lại dễ quá. Cho nên bây giờ quan trọng nhất là chúng ta phải đến với chủ đề của hai khách mời ngày hôm nay. Rồi, xin mời hai khách mời đưa ra chủ đề dành cho các đầu bếp của đội mình nhé. Thì chủ đề của chị Trinh đưa ra cho em hôm nay là hãy cho chị Trinh ăn một cái món ăn gì đó giàu chất xơ. Nhưng mà khoan, Ngọc Anh đưa cho chị Trinh một nguyên một rổ rau, Ngọc Anh nói chất xơ này ăn đi, chị không ăn nha. Ngọc Anh làm sao đó mà chị thích ăn, mà chị biết trong đó có chất xơ, nhưng mà không, chị không ăn rau nhiều, đồng ý ha. Sau khi chị mở tủ thì em cũng đã hình dung rằng là mình phải làm món gì cho chị rồi. Ok, cảm ơn. Đã có ý tưởng sẵn rồi đúng không ạ? Còn bây giờ xin mời chủ đề dành cho Sĩ Toàn. Dạ, chủ đề của ngày hôm nay là tạo một món ăn nào đó có sức sáng tạo chút xíu. Nhưng vẫn đảm bảo được cái vấn đề là chân thiện mỹ. Thứ hai nữa là vẫn đảm bảo được vấn đề là ăn không mập. Ăn nhưng không mập. Chính dinh dưỡng. Rồi, và cuộc chiến của chúng ta sẽ bắt đầu sau ít phút nữa. Còn bây giờ hãy nghỉ với Lâm nha, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với cuộc chiến mỹ vị ngày hôm nay. Đây chính là chiếc rổ dành cho bạn Ngọc Anh. Bạn hãy đến với tủ lạnh của Ngọc Trinh. Và đây chính là chiếc rổ dành cho chàng trai mà tôi thấy hơi tội nghiệp tí xíu. Toàn rất lo lắng luôn. Vì số mình hình như là như nào ấy, lần nào khách mời chọn mình cũng mở ra cái tủ lạnh Toàn là không có một cái gì hết. Tại vì biết sao không, Triều là một con người là cần làm cái gì á thì mới mua về rồi chuẩn bị. Nói chung là mình sẽ mua đồ ăn mỗi ngày đúng không? Ok, thế bây giờ bạn đã tự tin để sẵn sàng cho thử thách của mình chưa? Tự tin rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ sẽ là thời gian dành cho bạn. Rồi chiếc rổ của bạn đâu? Đây, rổ đây. Cái gì? Dừng lại. Từ. Buông tay nhau ra. Bỏ ra xem nào. Tại sao hiện nay trong chiếc rổ lại có hai loại thực phẩm? Mà hai loại thực phẩm này tôi thấy quen rồi nha. Chị Trinh, chị qua đây với em. Chị Trinh, chị xác định giùm em đây có phải là hai loại thực phẩm tại nhà chị không? Cái mùi kim chi là đặc trưng của nhà tôi. Đúng không? Đúng rồi, Mỹ Linh hồi nãy mở ra đúng là nứt mùi nhà luôn. Đúng không? Người già cũng ở nhà tôi. Ok, coi như em ăn cắp đi. Dạ. Nhưng mà khoan, mình là người lớn mà, nếu mà em thiếu em xin thì mình cho. Đúng rồi, nhưng nói chuyện tiếng. Phải lo cho gia đình chị trước cái đã, đúng không em à? Nhưng mà sao? Em nấu em thấy là ổn chưa? Thôi không sao, thực ra thì anh cũng thấy cái tủ của em nó cũng rất là thiếu thực phẩm để mình nấu ấy. Thôi thì anh nấu chúng ta đầu bếp với nhau thì anh... Em nấu sushi chưa được rồi, anh không cần phải năng để em lấy thêm đồ đâu. Em đừng tự ái, em nghĩ là... Mà thật sự là sữa chua là nấu cái gì em cũng chưa biết nấu cái gì luôn. Nhỏ của anh nè, anh mang về bên tủ anh lấy đi. Thôi em lấy đồ đi anh. Không cần. Thôi bây giờ như vậy nè, đội của Hải Triều và Sĩ Toàn phải nợ lại một cái thử thách đến từ diễn viên Ngọc Trinh và cả Ngọc Anh nữa. Bây giờ hiện tại thì hai bạn vẫn được quyền đi về đi về thực phẩm này để thử thách để đây lo. Rồi thử thách để Hải Triều lo. Trong lúc mà hai đầu bếp của chúng ta đó em giống Văn Nghệ đang nấu ở đây thì góp vui Văn Nghệ và lên hát cho các đầu bếp luôn. Đồng ý và múa xung quanh được không ạ? Múa nữa. Đó chính là thử thách mà chị Ngọc Trinh dành cho hai chị ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được hỏi là hai đầu bếp đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng tôi đã sẵn sàng. Rồi xin mời các bạn trở về vị trí của mình. Và bây giờ thời gian 15 phút dành cho cuộc chiến mỹ vị tuần này bắt đầu. Thật sự hôm nay em xin hát một bài hát mà em cũng rất là thích, đó là bài hát Ảo Mộng Tình Yêu. Rồi, nào, thử thách bắt đầu. Chúng ta đang nghe Hải Triều đang hát. Để mình em mang bao nỗi u buồn, phù thiêu thương bên nhau, còn đâu hỡi anh. Em hát hả? Ê, nó lại chơi ăn ghen nữa. Lại hát lip sync rồi chị. Không phải chị ơi, cái bài này giọng nam giọng nữ, mới đây giọng nữ chưa tới giọng nam. Đi đứng lại, đi đứng lại.
Ok em hát ok. Mình có micro chúng ta mới hát được đúng không? Ừ ok. Hai vô. Chuyện tình ta nay ra đi vào trong giấc mơ, để mình em ăn bao nỗi u buồn. Phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi em. Múa múa. Cho riêng anh lòng đỡ đi vào không múa. Ok. Đúng rồi, hay không? Chém quá. Chị đúng không? Chị em xin chị, em xin chị dừng thử thách được không chị? Đúng rồi, chị sẽ em làm xin chị. Không nhưng mà mắc hát rồi. Không, bây giờ tấn lại ngồi xuống, ngồi xuống coi. Ghê quá à, nãy giờ bị cha tấn tụi mình tưởng được vui. Thiệt ai luôn. Ai cũng khóc luôn á. Thôi chị á, bỏ luôn đi, bây giờ còn có 12 phút, 11 phút mà tập trung vô đầu bếp nè chị nè. Thật sự là ở trên đây á là em có thấy một cái món mà em có thể chế biến từ trong tủ lạnh của chị Trinh được, đó là da ua với lại đậu phộng bỏ chung. Thôi, ông đừng câu giờ, để đầu bếp tôi làm việc. Đi. Thời lượng chúng ta còn 11 phút 10 giây và lúc này thì hai đầu bếp của chúng ta sau khi bị tung hỏa mù và bị phân tán bởi cái tiết mục trình diễn rất là nghệ thuật, sánh ngang tầm của một diva của Hải Triều ấy, thì chúng ta quay trở lại với căn bếp của cuộc chiến mỹ vị. Nơi đó thì hai đầu bếp đang chinh chiến rất là thầm lặng. Ở bên đây thì Ngọc Anh của chúng ta đang sử dụng chính cái nguyên liệu mà chị Ngọc Trinh thích, đó chính là đu đủ. Và bên cạnh đó Minh Xuân thấy là có một tí xíu cà rốt được sắc mỏng ra, kèm thêm là đậu phộng đã rang rồi. Không biết là Ngọc Anh có ý tưởng gì cho món này? Cái món này thì mình sẽ lấy cái phần đu đủ vào ở bên trong tủ của chị Trinh. Rồi sau đó mình sẽ làm món gỏi đu đủ cùng với thịt bò ốp nướng. Chị Trinh nói là chị thích ăn ba khía lắm, nhưng mà bây giờ mình đổi thịt bò, không biết là chị có thích không? Chị đang rất là háo hức, chị đợi cái món ăn khác mỗi ngày của mình như thế nào. Em có nghe chị đang bổ sung một chất xơ, chính vì vậy em sẽ làm một cái món ăn nó sẽ ngon hơn để chị có thể thưởng thức ạ. Còn ở phía bên này thì sĩ Toàn đã cố gắng lấy hết tất cả các nguyên liệu trong tủ của Hải Triều, bao gồm có táo, ổi và sô-cô-la hết. Còn lại thì hai nguyên liệu chính của món ăn của sĩ Toàn là kim chi và ức gà thì lấy từ tủ lạnh của chị Ngọc Trinh. Toàn ơi, cố lên! Và ngay lúc này thì sĩ Toàn đang ướp ức gà với kim chi xay nhuyễn. Không biết là bạn định làm món gì đấy? Toàn sẽ làm ức gà ướp với kim chi. Ăn kèm với lại ổi ngâm mặn và táo. Wow. Cùng với lại củ dền. Thế là mình còn có cả một cái món để ăn kèm nữa luôn. Đồ chua ăn kèm cùng với cả món ức gà luôn. Rất là thú vị. Bên đấy thì đang ướp gà thôi, chứ bên này thì hiện tại chảo được bắt lên làm nóng. Và không biết là bước tiếp theo sẽ làm gì. Bước tiếp theo em sẽ ướp cái gia vị này cùng với thịt gà, thịt bò. Rồi sau đó em sẽ nướng lên. Dạ. Mình nướng thịt bò á? Nướng được, mình sẽ nướng trên bên chảo. Một người thì đang làm rất là chăm chỉ, còn một người thì đang ngồi mà đợi. Chị cảm thấy vậy có cái gì đó không ổn, hay là bây giờ cho chị vô phụ luôn được không? Dạ em không cho được. Và đúng như nguyên tắc của cuộc thi này, 5 phút còn lại, 9 đầu bếp sẽ là người lựa chọn. Một là khách mời, hai là tủ lạnh để có thêm nguyên liệu làm cho món ăn của mình tốt hơn. Đó chính là quyết định của đầu bếp của chúng ta. Chị hãy chờ đợi nhé. Nãy giờ Vũ rất là im lặng luôn á, không biết là Vũ đang quan sát điều gì nữa từ hai đầu bếp của chúng ta. Cái phần của anh Toàn thì em thấy nguyên liệu kết hợp hơi mạo hiểm. Còn anh Ngọc Anh thì em yên tâm rồi. Mạo hiểm nhất là ở cái nguyên liệu nào? Kim chi xong rồi lại với cả trái cây thì em chưa từng thử. Nếu mà với em thì em sẽ làm món gì đấy nó mang hơi hướng châu Á hơn. Wow. Bên đây có vẻ như là rất là nóng bỏng rồi. Và rất là chuyên nghiệp. Con ơi, không gì phải lo. Mọi người thân mến, chúng ta còn 3 giây để đến với quyền quyết định của đầu bếp ạ. Bắt đầu, xin mời hai đầu bếp lựa chọn. Khách mời. Ngọc Anh. Em dùng tủ lạnh. Tủ lạnh. Chị ơi, chị ngồi đó. Chị mất lượt. Sĩ Toàn thân mến, thế thì bạn cần Hải Triều giúp điều gì ở trên bếp ạ? Hải Triều hiện tại đang giúp Toàn chiên gà. Thất. Đúng, đúng. Sợ quá. Chưa. Đỡ này còn mềm. Toàn vừa đụng vô miếng gà các Hải Triều kêu chưa. Là vẫn còn chưa chín. Trợ thủ đắc lực. Xuất sắc. Miếng kim chi. Ngọc Anh lấy thêm nguyên liệu gì đấy ạ? Em đang lấy thêm phần rau húng để mình cho vào salad, cho có một cái mùi vị đậm đà hơn. Rau quế sẽ giúp cho cái món ăn của mình thơm hơn với cái gỏi đấy. Miếng nhỏ được rồi đó chị. Để
Anh Minh hiểu biết về ẩm thực quá ha. Không phải, tại vì cái gỏi này á, Minh Sụt có đi Thái Lan á, thì giống như là cái gỏi bà kia á, nó có đu đủ nè, nó có tất cả các loại ví dụ chanh, tỏi, ớt các kiểu trộn vào. Nhưng mà ngày hôm nay là đặc biệt hơn, với cái sự thay đổi ba khía bằng thịt bò thì chúng ta sẽ chờ đợi xem cái món ăn coi cái sáng tạo của đội mình như thế nào rồi. Thời gian đang rất là suýt xong. Còn anh xong chưa? Em xong rồi chị ạ. Wow, xong rồi. Xong rồi. Cảm thấy mình rất là hạnh phúc không? Khi mình được đến đây à, mình chọn đúng người. Rồi bây giờ mình ngồi mình đợi mình ăn thôi. Đúng không? Không bên kia vất vả quá. 10 giây cuối cùng. 9 8 7 6. Chúc mừng. Một tràng hô tay của hai đội chơi. Chúc mừng sĩ Toàn. Xin được chào đón tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với cuộc chiến mỹ vị ngày hôm nay. Và đến với phần cuối của chương trình, chúng ta đã có hai món ăn cực kỳ hấp dẫn ở phía trước mặt đây. Và bây giờ chắc chắn phải để cho hai đầu bếp nấu món này chia sẻ một tí xíu về sự đặc trưng của nó. Xin mời. Anh chạy một xíu, anh thiếu cái trang trí. Dạ, đủ rồi. Oh wow. Rồi, vậy thì xin mời sĩ Toàn chúng ta nói trước về món ăn của mình. Toàn quyết định là lấy kim chi để làm sốt, thử sức mình với lại một cái sự sáng tạo về hương vị hơi châu Á một chút. Còn những cái nguyên liệu trong tủ lạnh của Triều thì Toàn chọn củ dền cùng với táo nướng lên. Còn ổi thì Toàn ngâm cho nó hơi mặn mặn ngọt ngọt để mình ăn kèm cho gà. Cảm ơn sĩ Toàn. Thế còn Ngọc Anh thì sao? Em xin giới thiệu với mọi người, đây là món gỏi đu đủ cùng với thịt bò Úc áp chảo. Theo chủ đề của chị Trinh thì em đã áp dụng hai cái thực phẩm đều là chất xơ, đó là gồm thịt bò và gỏi đu đủ, mang một phong cách Tây Bắc thêm một chút miền Nam nữa, là em cho một chút dầu mè vào. Ở đây ai cũng có thể thưởng thức được. Bây giờ mình thưởng thức được không ạ? Xin mời. Xin mời chị ăn thêm. Dạ, cái đu đủ nha. Kẹp kẹp chung. Dạ chị không sai. Wow, thích hợp. Lần đầu tiên chị được ăn cái món này cảm thấy nó lạ miệng và giống như là bạn làm theo đúng cái khẩu vị của chị, có nghĩa là nó đầm đầm thôi, không cần đậm đà quá mà cũng đừng nhạt quá, thì là bản thân chị cảm thấy hài lòng chứ nó. Dạ vâng. Chiều. Thật sự thì em cũng muốn ăn đồ của đội bạn trước. Chiều thấy về cách bài trí như nào Chiều? Nó dễ thương, nó lạ, nó được một cái giống như là bắt mắt. Bắt mắt. Thịt bò và cả đu đủ đều là có nhiều chất xơ thì tôi hơi băn khoăn, không biết là trong thịt bò thì tôi tưởng là nó chỉ có đạm thôi chứ. Đạm nó kèm theo cái chất xơ. Chất xơ ở trong thịt là khác chất xơ ở trong rau. Chất xơ trong rau nó là chuỗi của các cái đơn phân của nó là đường. Nhưng mà chất xơ ở trong thịt thì chuỗi của nó là chuỗi các axit amin, thì là chuỗi nó là chuỗi protein. Mọi người thân mến, hai cái món ăn này rất là lạ. Lần đầu tiên Minh Sù ăn món gỏi mà Minh Sù không có nghĩ đây là gỏi. Nó không có chua như những gì mà mình đã từng thưởng thức. Và nó có một cái vị rất là nhẹ nhàng, rất là thanh. Em thấy là tất cả mọi thứ nó hòa quyện với nhau. Cái đu đủ thì nó cũng rất là mềm vừa phải chứ nó không có bị quá cứng. Đúng rồi. Khi mình ăn thì mình ăn ít táo lại một tí so với những cái nguyên liệu khác. Khi đã ăn xong hai món, tôi quyết định tôi sẽ không bị ác cảm với ức gà nữa. Cách chế biến này, thứ nhất là áp chảo nó vừa chín tới thôi, nó cũng không có còn sống mà nó vừa chín đến bên trong thôi là lấy ra và sắc ăn liền á. Giống như lời chị nói thì Minh Sù rất là ngại khi ăn một miếng thịt gà mà nó rất là khô như là thịt gà trắng như thế này. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại có một cái quan điểm khác về cái món này. Do một phần là do nước sốt của cái món này đã giúp cho cái vị gà cho nên là dễ chịu hơn. Nhất là cái táo và cái ổi á thì nó có độ hơi chua. Thì nó sẽ hòa quyện vô. Còn riêng đến cái món bò thật sự thì Ngọc Anh làm vị của một cái miền khác. Triệu ăn thì cảm giác nó bị nhiều gừng, át đi cái mùi bò mất rồi. Thứ hai nữa là mình kết hợp với cái dầu mè bỏ vô nữa thì bây giờ nó chỉ còn nghe cái mùi gừng và cái mùi dầu mè nhiều hơn là nhiều ở trong người mình thôi. Cảm ơn Hải Triều. Còn bây giờ sẽ là quan điểm cá nhân của đầu bếp Hoàng Nhân ạ. Xin mời anh. Món của sĩ Toàn thì anh thích nhất nước sốt, rất là ngon. Vị thì vừa tới. Còn đối với món của Ngọc Anh thì trang trí đẹp, vị cũng vừa phải. Dạ hết. Cảm ơn anh rất là nhiều. Còn Vũ Dino thì sao? Về hai món này thì em thấy một món thì như món của anh Ngọc Anh thì dầu vị, hơi dư vị. Còn món của anh Toàn thì các cái vị nó chưa được liên kết với nhau. Sốt kim chi em thấy ok. Cái phần trái cây thì cũng rất là
là thông minh, tuy nhiên là nó chưa có một cái sự liên kết từ trái cây sang phần nước gà. Còn về phần của anh Ngọc Anh, nó đang hơi bị lấn át bởi gia vị nhiều quá. Còn về phần trang trí thì em thấy phần trang trí của anh Toàn em đánh giá cao hơn. Còn cái phần trang trí của anh Ngọc Anh thì cũng rất là sáng tạo, tuy nhiên là nó không liên quan đến nội dung của món ăn lắm. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta phải đến với giây phút quan trọng, đó chính là bình chọn. Không biết là mọi người sẽ dành tình yêu cho món nào đây? Dạ em yêu cả hai món, em là hoa hậu thân thiện. Không, em chỉ được cho một vote thôi. Vâng ạ. Bây giờ em chọn món chị chọn món em, cho thân thiện ok. Vậy chị chọn trước đi. Thật ra thì chị thích luôn hai món á, nói thiệt á, là tại vì là đến với chương trình này tự nhiên chị cảm thấy là cái khả năng mình khám phá được những cái món ngon nữa qua tài nghệ của hai bạn. Cho nên là kêu mà chị chọn thì chị cũng không muốn chọn đâu. Em biết là khó, nhưng mà chúng ta cứ đưa ra quan điểm theo trái tim của mình. Vậy thì trái tim của chị chọn món của chị. Dạ vâng, xin được chúc mừng cho Ngọc Anh với một điểm đầu tiên. Hải Triều, chị tính đã làm vậy rồi thì em chọn món em. Rồi, xin được mời đầu bếp Hoàng Nhân. Nhân thì Nhân thích ăn gỏi, cho nên Nhân chọn món của Ngọc Anh. Dạ, xin được chúc mừng Ngọc Anh thêm một điểm nữa. Houdino. Thật ra là em hiểu được sự khó khăn của anh Toàn, tuy nhiên là em thì không tán thành cái cách chế biến đồ ăn mà nó không có sự liên kết như vậy, nên là em sẽ chọn món gỏi của anh Ngọc Anh. Để mà nói về mặt khách quan thì tôi thấy là tôi thích món của sĩ Toàn hơn. Bởi vì là tôi chưa bao giờ từng thử xay cái kim chi nhuyễn ra để mà trộn với gà và ướp nó trở thành một nguyên liệu, sau đó thì lại để cái phần sauce đó riêng để mà ăn cùng với gà nữa. Tôi nhìn thấy cái quá trình thực hiện đó của sĩ Toàn và tôi nghĩ đấy là một cái cách thức rất là sáng tạo dựa trên một món ăn của châu Á. Một điểm dành cho sĩ Toàn. Thế hiện nay thì tỷ số đang là 3-2 đúng không ạ? Nghiêng về Ngọc Anh. Thực sự cả hai món này ngày hôm nay Minh Sù rất là thích cả hai món luôn. Thế nhưng rằng là chắc chắn là phải dành một điểm cho món ăn mà mình cảm thấy thích, cho nên Minh Sù dành một điểm cho đội Ngọc Anh. Xin được chúc mừng hai bạn MC ơi. Chị thấy là trong cái phần này đó, chị cảm thấy mình là người có lỗi một phần nào đó, tại vì giá như mà ngay từ đầu á chị giữ một cái lời hứa của chị. Dạ, chị không cho luôn. Cái lời hứa của chị là chị nói là chị sẽ chọn em, nhớ không? Chị giữ lời hứa của chị là cái tủ lạnh chị là em thắng rồi. Chắc rồi. Qua cái nhà này kỳ quá đó. Cuối cùng ơi, là chị cho nói là đó là duyên phận của chị. Dạ duyên phận, chị Như Quỳnh có hát chị có nghe chưa ạ? Dạ. Nói một điều quan tâm ở đây là ngày hôm nay cả hai đầu bếp đều đã chiến thắng. Thứ nhất là chiến thắng vị khách mời của bản thân mình vì đã làm hài lòng họ. Thứ nhiên là cuộc chơi nào cũng vậy thôi, giải thưởng thì chỉ có một. Và hy vọng rằng là mọi người sẽ luôn luôn đồng hành với chương trình này, đặc biệt là sẽ cố gắng nhiều hơn với những tập tiếp theo của cuộc chiến mỹ vị nha. Và xin được chúc mừng một lần nữa dành cho đội thắng cuộc 10 triệu đồng đã thuộc về Ngọc Anh và Ngọc Trinh. Huy chương đã được trao danh dự cho đầu bếp chiến thắng ngày hôm nay. Và rõ ràng là cuộc chiến mỹ vị không chỉ là cuộc chiến giữa những món ăn ngon, giữa những đầu bếp đẹp mà còn với các khách mời vui tính. Rất cảm ơn hai vị khách mời đã cùng đến với chúng tôi ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn khán giả thân mến, đừng quên chúng tôi vẫn có hẹn với nhau vào khung giờ phát sóng rất là quen thuộc của chương trình, đó chính là 20:30 tối thứ hai hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình Cuộc chiến mỹ vị do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất. Còn ngay bây giờ Minh Sù, Phi Linh cùng với các vị khách mời và các đầu bếp của chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Hôm nay anh rảnh đến đưa em đi chơi. Dạo quanh Sài Gòn hay là em muốn đi bơi. Bên em là nắng anh không lo chuyện mưa rơi. Chỉ cần có em bên cạnh thì anh cảm thấy tuyệt vời. Alo alo, rước em ở mô. Anh lái mô tô, anh lái ra ngoại ô. Đường xa thì xa mà anh kéo hết ga. Sợ em trời nắng cháy da. Ý em sao? Sao cũng được. Mà ý em sao? Em đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi, em ăn cái gì cũng được hết trơn á. Cái gì cũng được, sao cũng được. Đó.